Rằm tháng riêng, con giáp này may mắn được quý nhân trợ mệnh, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, ngoài việc tiên đoán vận may vào mỗi năm thì trong mỗi thời điểm cũng có không ít những biến động. Trong cuộc sống, ai cũng đều mong mình sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp. Nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng có một cuộc sống bình yên, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi ngày phức tạp, bản thân mỗi người phải luôn cố tự nỗ lực, cố gắng hết sức mình để đạt được điều mình mong muốn. Trong năm Tân Sửu 2021, có một số con giáp gặp được nhiều may mắn, được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, thời điểm rằm tháng riêng âm lịch, con giáp này sẽ được phù trợ nồng hậu hơn cả. Con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, những thành quả mà con giáp đạt được trong khoảng thời gian này có khả năng phát triển và vững vàng ổn định, giúp cho họ có được một cuộc sống viên mãn về sau. Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu xem đó là con giáp may mắn nào. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Xin chúc mừng tuổi Mùi là con giáp cực kỳ may mắn trong thời điểm rằm tháng riêng. Khi vừa mới bước vào đầu năm mới, bắt đầu công việc, bản mệnh đã gặp được nhiều điều suôn sẻ, tạo bước đệm cho một năm hanh thông và thuận lợi. Tâm trạng, cảm xúc của bản mệnh trong đầu năm mới cũng thoải mái hơn hẳn, làm việc cũng năng suất hơn. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Xem tử vi sự nghiệp của người tuổi Mùi, tâm trạng, cảm xúc của bản mệnh trong tháng đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn. Đây chính là chìa khóa để vận trình công danh của con giáp này suôn sẻ hơn rất nhiều khi hiệu suất làm việc của bạn nâng cao khá rõ, đặc biệt là thời điểm rằm tháng riêng trở đi. Nguyên lệnh lâm quan đới lại thêm chính ấn chỉ lối soi đường, có cả hai cát tinh này phù trợ rất lớn cho công việc của những chú dê, bản mệnh có dễ dàng tìm được người hợp tác làm ăn phù hợp, kế hoạch mới tiến hành càng ngày càng suôn sẻ, cấp trên càng ngày càng tin tưởng vào năng lực của bạn và tạo điều kiện tối đa để bạn có thể phát huy trọn vẹn chuyên môn, khả năng cao, bạn sẽ được giao trọng trách, nắm quyền hành thực thụ trong tay. Có thể thấy, cứ mỗi khi bạn tự tin và tập trung làm việc thì sự nghiệp chắc chắn có thu hoạch đáng kể, thậm chí bạn còn có điểm báo về quyền lực, thăng chức, tăng lương trong thời điểm này là điều hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản. Trong các mối quan hệ xã giao, nên giữ sự điềm tĩnh, hạn chế những lời mang tính công kích quá thẳng thừng để tránh họa tiểu nhân. Cũng trong thời điểm này, nhờ được nhiều cát tinh soi chiếu, tham vọng của tuổi Mùi lớn dần và bạn muốn biến chúng thành hành động lập tức. Đó là lý do thời điểm này, bản mệnh có xu hướng mạo hiểm hơn, chọn đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra cơ hội thành công lớn. Bạn đừng quá lo lắng về con đường mình đang đi, hãy cứ tin tưởng vào bản thân cũng như sự nâng đỡ của các thần, bạn đang đi đúng hướng. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được củng cố chắc chắn, tuổi Mùi có thể tận dụng cơ hội lần này để mở rộng cơ hội thăng tiến cho mình. Bản mệnh vốn là người hòa đồng, khéo léo, không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại khi cần thiết. Đặc biệt, các tinh quan đới cũng có giúp ích rất nhiều cho những người mới khởi nghiệp, chân ướt chân ráo, lập sự nghiệp riêng, bắt đầu kinh doanh. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, tuổi Mùi hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân canh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng có giúp bạn hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021.
Thứ hai, về mặt tài lộc, theo tử vi 2021, tình hình tài lộc của tuổi Mùi trong tháng đầu xuân năm mới đón nhận không ít tin vui, sao tử vi nâng đỡ mang tới những cơ hội kiếm tiền làm giàu thuận lợi. Do đó, người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ vận may tài lộc mỉm cười với mình. Thời gian này, bạn sẽ tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng dù ở quy mô lớn hay nhỏ, doanh thu có thể vượt định mức, có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều. Thời điểm có cơ hội đầu tư sinh lời lớn, bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Với những người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ giúp chính tài khởi vượng, nguồn thu trong tháng khá dồi dào, bản mệnh có thể không có nhiều tiền bạc đến từ những trò may rủi bất ngờ, nhưng hoàn toàn sống no đủ bằng thu nhập từ công việc chính. Tuy vậy, đầu năm khó tránh được phải chi tiêu khoản kha khá cho những kế hoạch của cả gia đình. Chính vì thế, bạn vẫn nên có kế hoạch tiết kiệm, quản lý chi tiêu cẩn thận để tránh rơi vào cảnh phải vay mượn khắp nơi ngày đầu năm. Muốn cách vượng vận tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bạn. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Theo tử vi có cho thấy, tuy đường công danh tài lộc của những chú dê rộng mở là thế, nhưng chuyện tình cảm lại chưa đâu vào đâu. Nguyên lệnh lâm quan đới khiến bạn dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp, mưu sinh, làm giàu hơn là chuyện tình cảm sinh tư. Đó là một trong những lý do khiến tình cảm lứa đôi ngày càng lạnh nhạt, khoảng cách cứ lớn dần. Sự bạn và người ấy phát sinh không ít hiểu nhầm, mâu thuẫn, chiến tranh lạnh liên miên. Lúc này, bạn cần lý trí hơn, đừng để cảm xúc chi phối hành động, kẻo tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Nếu có khúc mắc gì trong lòng, hãy chủ động trao đổi tâm sự thẳng thắn với nửa kia để cùng nhau tháo gỡ vấn đề thay vì giữ trong đầu rồi suy diễn đủ đường. Người độc thân hãy học cách mở lòng mình với người khác. Quá khứ đã qua, hãy để mọi chuyện ngủ yên, nhìn thẳng hướng tới hạnh phúc trước mắt mới là điều bạn nên làm. Đừng vì những thứ chẳng còn thuộc về mình mà gạt bỏ cơ hội hạnh phúc của bản thân. Quý vị thân mến, không được may mắn nhiều như tuổi Mùi có để nhiều cát tinh vây quanh, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào ngay thời điểm rằm tháng riêng. Nhưng con giáp này có chút kém may mắn so với tuổi Mùi, nhưng mọi thứ đều ở mức bình ổn, suôn sẻ theo kế hoạch trong đầu năm mới. Có thể nói trong cát tàng hôm, để có thể tìm hiểu chi tiết được đó là những con giáp nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp chương trình ngày hôm nay. 1. Tuổi Thìn. Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Thìn nhận thấy, trong tháng đầu năm mới, vận trình của người tuổi Thìn có khá nhiều biến động. Nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. Quan hệ tam hội cục sẽ đem lại cho những chú rồng một tháng rực rỡ so với các con giáp khác. Công việc áp lực ở mức vừa phải. Song bản mệnh tập trung xử lý đâu vào đó, kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên sau đó sẽ có những sự thay đổi đáng kể do nguyệt lệnh lâm đất giữa là điểm báo vận trình trong các tàng hung, lại thêm sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh gây ra họa thị phi, tiểu nhân ngáng trở. Sau đó, bạn hãy luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận và ứng phó, đừng quên có lòng dè chừng trong các mối quan hệ. Tiểu nhân có thể là bất cứ ai ở bên cạnh bạn, hành sự thật tỉ mỉ và thận trọng, bạn sẽ tránh được những xui xẻo bất ngờ. Tài vận trong tháng ở mức khá, không có nhiều khoản thu vào. Đã vậy việc chi tiêu cho dịp Tết đang muốn của bạn không ít tiền. Nếu không sớm cân bằng lại chi tiêu, bạn sẽ dễ gặp họa phá tài. Hơn nữa, việc kinh doanh buôn bán đầu năm cũng chưa sôi động, chủ yếu vẫn phải dựa vào thu nhập từ công việc chính. Vận trình tình cảm của những chú rồng trong tháng canh dần năm Tân Sửu 2021 cũng không được lý tưởng. Có những mâu thuẫn tiềm ẩn suốt từ trong Tết, nhưng vì không khí năm mới nên cả hai đều cố nín nhịn để không làm ảnh hưởng tới không khí gia đình. Song nếu không sớm giải quyết vấn đề thì nó như một quả bom nổ chậm đe dọa hạnh phúc của bạn bất cứ lúc nào. Phương diện sức khỏe tuy không gặp phải vấn đề bất lợi nào đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn cần chú ý ăn uống điều độ, hạn chế uống rượu bia, thường xuyên thức khuya cũng rất có hại cho thận và gan. Bên cạnh đó, chú ý đi đứng cẩn thận, lái xe an toàn, khi đã uống rượu là không lái xe, tránh xảy ra tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quang ngày đầu năm mới. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời.
chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí và mang lại bình an cho tuổi Sửu trong năm Tân Sửu. 2. Tuổi Tuất. Bước sang tháng Canh Dần mở đầu năm Tân Sửu, vận trình của người tuổi Tuất bừng sáng nhờ tam hợp nâng đỡ. Công việc tiến triển đều, cảm giác làm mọi thứ thông thả hơn, không cần phải quá lo tâm khổ tứ. Lại thêm quý nhân hữu bật trợ mệnh, dù thời điểm đầu năm bản mệnh vẫn chưa thực sự tập trung 100% vào công việc, tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng gặp thiên thời, địa lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ, áp lực công việc lúc này không lớn, đây là thời điểm lý tưởng để bạn hoạch định kế hoạch, dự án mới cho cả năm. Tuy nhiên, nguyên lệnh lần đất suy báo hiệu vận trình trước vượng sau suy, với những việc quan trọng, bạn nên chọn ngày tốt xấu để tiến hành từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dù trong tháng không có tài tinh trường mệnh, nhưng nhìn chung tình hình tài chính của tuổi Tuất bình ổn. Việc kinh doanh buôn bán đầu năm tuy chưa sôi động nhưng vẫn có nhiều khoản, không lo túng thiếu. Đặc biệt, bạn nên tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo ham mê quá đà sẽ gây phá tài nặng. Bán hợp cục rất có lợi cho đường tình duyên của người độc thân trong tháng này. Trong quan hệ xã giao với đồng nghiệp, người này dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Trong quan hệ khách hàng thì dễ dàng thuyết phục được đối tác. Ngoài ra, đầu xuân năm mới gia đạo an yên, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về con cái. Đây là giai đoạn mạn nồng của các cặp đôi đang yêu, nhiều cặp đôi có thể tính chuyện cưới xin ngay trong tháng riêng. Về vấn đề sức khỏe, tháng này mệnh chủ nên chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị tai nạn xe cộ bất ngờ hoặc gặp họa huyết quang do ngũ quỷ hung tinh tác động. Để mọi việc được phát triển một cách hành thông và thuận lợi thì tuổi Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và phần hạn luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những khía cạnh trong năm Tân Sửu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đang luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.